Xin chào mọi người, bây giờ Phu Hen. Thì hôm nay mình mới phát hiện được một em Bose Slim Flex. Thì chiếc loa này phải nói là super, siêu phát luôn. Ở đây thì chỉ mang tính chất tham khảo. Thứ nhất là về chiếc loa Bose Slim Flex mà hàng pha kè, có thể gọi là hàng dựng lại, thì nó sẽ khác gì so với hàng real. Thì đầu tiên á là về bao bì hộp, thì lúc mà in ra thì nó sẽ hơi mờ nhạt, nhưng mà cái bao bì hộp thì thường mình sẽ khó mà biết được đối với những vị khách mà mua lần đầu tiên, chưa đụng bao giờ về bao. Và một cái nữa các bạn lưu ý là hàng chính hãng của hàng Bose lúc nào cũng sẽ in ấn rất rõ ràng và thông tin rõ ràng, màu sắc rõ ràng, nó không có phải kiểu nhạt nhòa nha. Rồi về phía bên trong cái loa thì ở đây mình đang có hai cây, một cây này hàng demo mình đã làm tia đao rất là lâu rồi, nói chung tuy nó cũ nhưng mà nó là hàng real, còn con này là hàng siêu dựng luôn. Thì ở đây á, về cái cảm giác khi mình cầm lên thì cái con bên đây sẽ nặng hơn và con này sẽ nhẹ hơn một tí xíu. Mình đã cân thử rồi, chênh lệch khoảng tầm 50g. Và một cái nữa là về em hàng Flex, cái phần nhựa khi mà các bạn sờ nó sẽ kiểu gọi là trơn tru hơn. Còn đối với hàng real thì các bạn gờ á, nó sẽ nhám. Đối với hàng real á, các bạn gờ nó sẽ rất là nhám, giống như một cái cao su non nè, nó rất là kia. Còn đối với hàng Flex nuột à, nó rất là trơn. Và đặc biệt nữa là cái cạnh này nè, đối với hàng real thì nó sẽ bo tròn và rất là êm ái, còn hàng Flex thì nó sẽ sắc cạnh hơn. Về phía cổng dây, để thấy rõ thì con này nó sẽ là có lai bạc ở bên trong, con này full đen. Nói chung về cổng dây thì cũng khá là khó phân biệt, có thể là tùy phiên bản ha. Về phần phím bấm và về phần chức năng, mọi thứ thì gần như là tương đồng. Nhưng đối với hàng chính hãng thì khi mà các bạn mở rất là êm, có nghĩa là nó không kêu cạch cạch cạch. Còn đối với hàng pha kè nha, bạn bấm vô thì nó sẽ cứng, nó sẽ kêu cạch 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 ha. Cái phần cao su của bạn cũng thấy nè, đó, nó sẽ nhám hơn. Cổng chân thay si, cổng chân thay si ở đây thì gần như là tương đồng, các bạn không thể nào phân biệt được. Và một cái dễ nhận diện nhất là phía phần logo. Ở đây thì các bạn thấy là hai cái logo khác nhau rất là rõ. Cái phần này in nó sẽ nhòe đi, nó sẽ nhòe đi. Và phần ở trên Bose hàng real nè, nó sẽ màu trắng chứ không phải là màu xanh xanh, cái này như ám xanh hoặc ám bạc. Các bạn coi hai cái màu sơn nó khác nhau rất là rõ ràng luôn. Và hàng Bose lúc nào làm cũng rất là chi tiết, không phải kiểu như thế này. Và các bạn coi ý nè, cái phần chữ O á, hai chữ O này khác nhau không? Chữ O này nó thanh hơn, cái khoảng cách giữa hai cái nó vẫn có một cái khoảng cách, và thằng này nó liền, gần như là liền luôn. Đó, mực bị lem ra. Và cái chữ ở phía bên trong này thấy không? Thằng này nó rộng hơn, thằng này nó khít hơn. Các bạn tự soi các bạn cũng thấy rõ, hàng real. Và một cái nữa khi mình sờ á, cái này nè các bạn coi nè, khi mình sờ nha, hai phần thằng này nhám hơn, nó rất là nhám luôn, còn thằng này thì nó sẽ không nhám. Theo mình thấy mà, nếu mà để mà nói về con này phát hiện, thật sự đối với những người mà mua mới lần đầu thì khó mà nhận dạng được con nào real mà con nào fake. Mình chỉ tạo cho những bạn khi mà mua chúng hàng phát thôi. Thì các bạn hãy lưu ý kỹ, khi mà các bạn mua thì các bạn phải check thứ nhất cái số series đó trên hệ thống của hàng Bose có không, và con này có vô được app hay không. Và một cái nữa là các bạn coi là có cái điểm nào, ví dụ như bạn có khả nghi, ví dụ như nhìn về những cái ngoại quan như là in ấn nó bị nhòe, bị lem, nó bị xấu đi đó. Không có hãng nào mà khi mà làm cái sản phẩm mà nó khô ráp hết á, người ta làm rất là nuột, rất là mượt mà. Đó là những cái phần cơ bản mà mình đang thấy được giữa một con real và một con dựng ở trên đây. Thì từ đó tới giờ thì các bạn hiếm khi mà thấy được cái hàng bầu nó phát lắm. Bầu hiếm, rất là hiếm hàng phát. Nhưng mà ở đây thì mình đã thấy được rồi nha. Đây, con bên đây và con bên đây. Đó. Ngày xưa thì Bose Slim 3 cũng vậy, cũng có phát luôn. Rất là khó biết, đến khi mà các bạn cắm con này vào PC, các bạn mới biết được là phát hay real. Tại vì cắm PC thì nó sẽ có cái tool của hãng trên website, thì những con nào real thì sẽ cập nhật được và chạy lại chương trình được. Đó là Slim 3 nha. Còn bây giờ thì mình cũng chưa thử cắm máy tính như thế nào, thì mình mới vừa biết được và mình báo luôn các bạn luôn nè. Cái màu xanh á, cái màu xanh thì cũng có nha, cái màu xanh nhận diện cũng có luôn. Đây, ồ, con này cái mực nó vẫn còn khá là ổn á. Thì có nhiều bạn có thể nhìn vô mới á, thì các bạn nhìn con này hàng real, hàng này hàng fake, nhưng mà thực chất con phía sau là con real đó, rất là êm. Còn phía trên thì nó hơi nhám, cái chữ, cái logo cũng khác đó. Các bạn thấy không, logo real à.
Có thể là do trên cái nền màu đen và màu xanh nó sát nhau, nhưng mà hai con này real nè, hai con này real chắc luôn, và con này là phát chắc luôn. À, những cái phần ví dụ như sắc cảnh này thì thật sự các bạn rất là khó biết, nó thật sự luôn á, rất là khó biết luôn á. Mình là chịu luôn, giờ làm rất là tinh vi các bạn, những cái thể loại này rất là tinh vi. Có thể là nó sẽ là hàng dựng, có thể là nha, ví dụ mình nói là con này nhựa nhám thì có thể là nó sẽ làm real luôn, có nghĩa là dựng lại cái sao. Một số linh kiện là chính hãng và một số linh kiện là thay thế, nó sẽ là phụ kiện bên thứ ba. Ví dụ như cái nắp ngoài nè, mình đang nói là cái nắp ngoài fake thì có thể là họ kiếm được hàng real, họ thay vô, nhưng mà những cái linh kiện khác là sẽ là hàng fake, và có thể là cái nắp nó fake nhưng mà những linh kiện xung quanh là real. Nên là một trong những cái mà mình nói, các bạn nào thấy thì có thể nghi vấn ha. À, anh em nào có thắc mắc hay là có biết thêm nào về cái con Bowflex này, hàng fake, thì các bạn có thể comment phía bên dưới để mình cùng tham khảo thêm nha. Thì đây là video mình mang chất tham khảo, mình phát hiện được thì mình up lên cho các bạn thôi nha. Hàng real nè, ở trong hàng real nè. Và cái lưới của nó rất là dày, rất là nặng luôn, và sơn rất là tiểu tiết và rất là chi tiết. Ok, thì hôm nay xăm soi cho các bạn sơ sơ về hai cái mẫu hàng fake và real Bowflex nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video.